Cả nhà ơi, mình vừa mới câu được một một lá cả nhà ơi, anh mình giúp. Làm á làng coi, chứ vượt xuống đi. Im lại đi. Nó bị sảy câu cả nhà ơi, nó bị sảy câu. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh TV nha. Hôm nay thì mình cùng với anh Lợi của mình nha, để đi ra trải nghiệm câu mực nha cả nhà. Hôm nay hy vọng là anh em mình sẽ kiếm được vài ký cho cả nhà cùng xem nha. Nếu cả nhà nào có muốn trải nghiệm thì đi với sinh giống vậy nha. Giờ anh em đi ra khơi cả nhà. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra khơi cả nhà. Đây là ông Dưỡng của mình, ông đang đi ra một cái hướng bên đây nè cả nhà. Cái hướng đó là hướng cửa của hòn mình đó. Chỗ đó có một cái cửa cả nhà thấy không? Giữa hai hòn này nè. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi ra đây nè cả nhà. Anh em mình sẽ đi ra cái hướng bên đây nè. Ở đây thì rất là nhiều hòn cả nhà, ở đây rất là nhiều hòn luôn xung quanh á. 21 cái hòn luôn. Có thể là đi hòn nào cũng được á. Lúc thì anh mình chạy qua bên đây ha. Lúc thì anh mình chạy qua bên đây. Có lúc thì anh mình chạy qua bên đây. Lúc thì anh mình chạy qua đây nè. Lúc thì chạy ở sau ở cái hòn nhỏ đó. Bây giờ anh em sẽ bắt đầu tiến quân ra đó để kiếm mực ra cái nhà. Là mình cười với anh mình đã tới cái điểm câu rồi nha. Bây giờ chút nữa mình sẽ coi thử coi hôm nay có mực để cho cả nhà cùng xem cả nhà. Giờ chỗ này đang im nè, nước không có chảy nhiều cả nhà. Tại vì anh mình nói thường thường câu mà nước mà chảy nhiều quá đó là đứt mực lắm. Để coi hôm nay anh em mình bao nhiêu hoa để cho cả nhà xem hoàng hôn đang xuống nha cả nhà, rất là đẹp nha. Sau lưng mình đó. Thơ mộng luôn, rất đẹp luôn. Giờ anh mình đang làm neo lại để cho kỹ chút. Đó, bây giờ là anh em mình đậu đây chút ha, rồi chờ tới tối hơn chút xíu nữa rồi anh mình sẽ mở đèn lên đó, rồi giật mực lên cả nhà. Giờ anh mình đang đi chuẩn bị đó, ở ngoài đó có một cái chiếc tàu nhỏ cả nhà đó, điện thoại mình nó có hạn chế chút ha đó. Có một chiếc đó là cái chiếc chở khách du lịch đó, để mà đi xung quanh này chơi chơi nè đó, là nằm bên vô chỗ cái hòn này nè cả nhà. Đang chạy vòng vòng để mà chơi với lại ngắm cảnh đó. Khách người ta hay ra đây là vậy đó cả nhà. Thôi giờ mình vô mình phụ anh mình ha, để chuẩn bị mình có mực nha. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời của anh mình, để nhiều khi nắng cao á thì anh mình sẽ sạc ha, còn không có nắng nhiều thì sạc bằng máy luôn. Đây là cái nhà, đây là đồ nghề của anh mình ha. Đây là tôm nè, anh đi biển sẽ biết nha. Chút nữa anh mình sẽ dùng mấy cái con này để mà giật nó mực lên nha cả nhà. Có nhiều màu lắm, có lúc thì mực nó sẽ ăn màu này, có lúc có mực có thể sẽ ăn màu này nè cả nhà, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, nó rất là nhiều màu luôn. Mực nó ăn nhiều lắm cả nhà, ăn nhiều loại màu lắm. Chứ là mình canh thêm con nước nữa nè, anh cũng có thêm một ít nữa nè. Chuẩn bị tôm rừng hết trơn rồi nè. Còn đây là ông câu cá chỉ nha, cá ngăn cá chích gì đó, nhiều
khi sáng anh mình có đi vô hoặc là mực nhiều thì anh chạy vô luôn, còn không thì anh mình cũng bạc kiếm vài con cá vậy cả nhà. Đây là cờ lưỡi câu lông nha, lưỡi câu lông nè, làm ba cái lông giả để cho cá nó ăn cả nhà. Một lần lên cũng cỡ mười mấy hai con á, một dây dài vậy đó. À, mình để rất là nhiều con câu luôn nha. Anh mình chuẩn bị mấy cái cần câu nữa ở nhà đó. Đây là cần câu để mà mình giật mực nha. Chút nữa mình dùng cái cần nhỏ nhỏ nè. Và cần này cũng được lần nha. Cái cần nhẹ nhẹ giật. Anh mình sẽ làm rất là nhiều cần ha. Đây là đây có 3 cần, 4 cần. Mình dù mình giật cần này mà nhiều khi anh mình để vậy nè, tự động nó kéo đi hàng ngàn nha. Cái đầu cái mình kéo lên. Có khi một đêm mới kéo không kịp luôn nha. Có khi có đêm không kéo được. Con mực con nước này là vậy đó. Còn đây là cái lồng để anh mình bỏ mực vô ha, để mình rộng á. Giờ nước đang im ở nhà, nước đang im. Tại trời này đang im á nên tối tối gió nó hay thổi đâu, cái nó hay giật giật vậy nè, chứ chưa tới ngày sóng gió đâu. Ghê đó. Giờ bắt đầu mặt trời xuống rồi đó, tối tối đó. Giờ này cũng có một lay ra đó cả nhà. Nên bây giờ anh mình đang chuẩn bị. Xung quanh mình rất là nhiều hòn nha, hòn cũng rất là nhiều luôn. Giờ bắt đầu mình giật thử coi có một con mực nào nha, giật thử lay ra với mình với anh mình nha. Sắp cái tô nấu rồi. Xây rất là đẹp đó, nhiều màu luôn cái nhà là. Cả nhà ơi, mình vừa mới câu được một con cá nhồng nha. Đó, một em cá nhồng nè cả nhà. Đây là loại nhỏ nè. Cả nhà thấy không? Trời. Tại mình câu nó hơi trễ cả nhà. Tại mình canh mình với anh mình ngồi câu á, ngồi câu mực á nên canh chút xíu. Cái mình câu thử dính được em này luôn. Đó. Bây giờ mình bỏ đá vô nha, bỏ vô đá đi. Bỏ vô đá cho anh. Mình sẽ bỏ vô đá đây đi ha. Bỏ đá đây, cái miếng mực này sáng mai mình sẽ rảnh mình câu ha. Đó. Đó, bỏ đây đi. Ok. Anh mình dính con mực cả nhà. Ồ. Dài đó. À, một con này một gan nè. Wow, thì dài lại hả? Con này chắc một gan. Đi. Này dài của nhà ơi, một gan anh, một tay. Từ xanh luôn của nhà ơi. Này chưa gọi là một thước phải không anh? Này con này chưa gọi là một thước luôn của nhà ơi. Này phải dài hơn chút đúng không anh? Dài hơn. Thước là sáng cả nhà, thước nó sẽ dài hơn nữa nha. Thước là cả nhà biết nó như cái thước vậy. Đây là một ống thôi. Này mà nhúng lậu nè, tới luôn nha. Ok luôn nha. 2, 4, 6, 8 con nữa nha. Quá trời ngon luôn cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn với mình cái miếng bánh này nha, cái miếng cơm này cả nhà. Giờ mực cái nước đang chảy quá, anh mình nói ngồi cho nó im xíu cả nhà, tầm cỡ 1-2 tiếng vậy đó. Con mực này nó không phải như bình thường mình đâu cả nhà, phải thả xuống lặn liền đâu. Ai mà là dân đi mực đi biển thì sẽ biết. Bây giờ anh em mình sẽ ngồi đây ăn uống xíu rồi chút nữa mình sẽ câu mực tiếp nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Giờ mình mới dính một con mực này cả nhà. Đó, thấy không? Giờ mình cũng mới dính một con nữa cả nhà, giờ mình sẽ câu tiếp nha. Dạ. Mình vừa mới dính thêm một con nữa cả nhà, là con thứ hai của mình.
đây nè cả nhà, mình tính đi ngủ rồi với anh mình rồi, giờ tự nhiên cái dính thêm con nữa cả nhà thấy không? Đây là mực. Ủa nhà thấy không, mình đã dính một con cả nhà ơi. Giờ mình sẽ tháo nó ra. Đây nè, mực tươi, bao ngon luôn cả nhà ơi. Quá tươi tươi luôn. Mực của anh mình ghê luôn. Tươi luôn cả nhà. Tươi xanh luôn. Ngon lành luôn cả nhà. Chấm mù tạt tới luôn cả nhà. Ngon lành. Mọi người coi dưới chuẩn bị một nàng ấy, chị nó có cái vợt xích chín. Từ từ. Ủa cái gì đâu anh? Dạ rồi. Ủa sao thế này? Còn anh còn. Trời ơi rớt cái nhà ơi. Lấy giờ không kịp rồi. Anh mình dính thêm con cả nhà. Trời ơi, cả nhà biết không? Hồi nãy anh mình kéo lên có một con đi theo cắn cái đuôi con này nè. Mà mình lấy giờ không kịp. Trời, phải bỏ vô đây cả nhà, không kịp luôn á. Dùng lát nữa sẽ có thêm, một con đi theo con lợi dính nào đâu cái mình xúc lên. Cả nhà mình vừa mới dính một con mực nang đó cả nhà, đây là mực nang nhỏ xíu, mực nang rất là ngon cả nhà, con này mà trụng mì là tới luôn nha cả nhà, có loại còn bự hơn đó nha, loại cỡ ký luôn á. À, bây giờ mực mới ăn cả nhà. Giờ này cũng tầm cỡ 10 giờ đó cả nhà, mình cũng bắt đầu mới ăn từ từ nè, lai gai nè. Mực nang nè trời ơi, con này gọi là mực bầu cả nhà. Mực nang với đường nó cần. Thôi thôi nó xịt. Nãy giờ hai đây mình câu nè cả nhà, gần nửa ký rồi cả nhà. Cỡ này nè, gần nửa ký vậy đó. Từ từ ngon không cả nhà ơi. Giờ mình câu tiếp ha. Alo. Anh mình dính thêm một con mực nang nữa cả nhà, là hai con luôn nè. Cả nhà thấy không? À, mình dính con này nè, lại dạ đây sọt đây, đây sọt rồi. Hai con này cắt nửa ký. Ăn coi, ăn luôn. Ở nhà thấy không, quá trời tươi luôn. Hồi đó làm miếng mì ăn là ngon. Quá trời ngon cả nhà, con này quá bao tươi luôn, nhìn im không. À, dính hai con luôn. Hai con mực nang này vô gần nửa ký. Quá ngon cả nhà, quá tuyệt vời của nhà, mực tươi tươi ngon mà. Nhìn nè, trời nhìn tươi. Ngu của nhà. Nhỏ ăn gì mới ngon. Chứ cả nhà mà ăn cái loại mực nang mà loại bự á, ăn nó dai lắm. Nó càng bự nó càng dai, ăn dở lắm. Cái đó mình nói thiệt. Còn cái loại cỡ cỡ này nè, đó, ăn rất là ngon luôn. Nhỏ ăn rất là ngon. Giờ câu tiếp cả nhà. Chấm. Mới giờ ba con rồi. Ơi, cá này cả nhà, bây giờ mình mới xúc được hai con cá này nè cả nhà. Đó, ban đêm là xúc cỡ này không đó, cả nhà thấy không? Dễ xúc đúng không cả nhà? Bự không à. Cá này không phải là cá xương xanh đâu nha cả nhà. Đây là cá dỗi. Cá này làm gỏi rất là ngon nha. Anh mình kêu xúc lên nè. Hai con này rất là ngon luôn. Dùng để kho ke hoặc là làm gỏi. Cá này thường thường làm gỏi thì nó sẽ ngon hơn nha. Đấy nha. Đó. Hai con bự không? Quá trời bự luôn. Cứ lâu lâu là nó ghé gần đây nè cả nhà. Nó sẽ ăn mấy cái con cá suốt à. Cơm đó. Hai con này ngon. Đi. Bỏ vô trong cái sọt đó. Một lá cả nhà ơi, anh mình dính. Làm bả lan coi, giùm bực xuống. Ủa. Đi. Anh mình một lá cả nhà ơi, một lá một lúc. Nè cả nhà. Mực lạ bạc ơi. Một lá một lúc cả nhà ơi, anh mình dính một lá khóa bự rồi. Trời ơi. Nè cả nhà. Trời ơi, một lá nè. Dạ dạ dạ. Cho mấy anh này, đó được rồi. Từ từ nha. Nè cả nhà, mình đang cầm con mực nè, rất là bự luôn cả nhà. Đó, anh mình ở dưới đây một cái rường nè, bự lắm cả nhà ơi, mực này kéo lên to lắm. Đó, nhà thấy không, mực lá quá bự luôn. Con này là phải dùng cái vợt á, cái này là mình phải dùng cái vợt cả nhà để mà mình đưa lên, chứ còn mà đưa lên còn mình kéo lên nó sợ nó đứt cả nhà. Còn anh lấy cái vật còn giật lên cho anh mình. Mực lá bự luôn cả nhà, quá bự luôn. Trời ơi. Con này anh mình đang nói 300 gram. Nhà thấy bự không? Toàn cơ ơi. Tiếp tục câu cả nhà. Sống chụp miếng lên trên được cả nhà ơi. Bây giờ anh em mình làm miếng mì nha. Đây ăn mì.
Mỹ mắm ở nhà có đem ra mắm nè. Nè, ít để chút nữa câu tiếp cả nhà. Gió quá. Làm vậy cộng rau mì ăn cả nhà. Vị này đói quá nên ăn mì cả nhà, nên mất không làm kịp với nhà. Cả nhà nha. Giờ mình ăn sống này khi mình coi đợi nước im im với cái mình coi một tiếng với cả nhà. Sống bên bên của anh em mình rồi cả nhà. Giờ mình ăn gió. Mắm nè cả nhà. Mắm đu đủ nữa nhà ơi. Cái đầu nặng mình dính con cá rựa rồi cả nhà. Nhìn thấy không? Con cá rựa mình đang câu dính con mực, cái con cá rựa này chạy theo ăn luôn. Chạy theo ăn. Em cá rựa đây. Cái dội rồi nha. Đây trong. Đây là một cách là con cái lửa nè. Con cái lửa. Lại thêm một nang. Ủa gì trời. Anh mình dính thêm một con mực nữa cả nhà ơi. Rồi. À nhà luôn. Muốn em quay. Ủa gì trời. Vậy đi. Vậy này giờ đi mà căng giờ ơi. À, anh mình dính một con mực nữa cả nhà, mình cũng vừa mới xảy một con nữa. Xịt luôn cả nhà ơi. Sảy rồi. Chào cả nhà nha, bây giờ mực hết ăn cả nhà ơi. Bây giờ anh mình vô rồi. À, tại vì giờ này là mực không còn ăn nhiều chơi cả nhà, 5 giờ sáng rồi. Thôi hẹn gặp cả nhà vào những cái kênh sắp tới nha. Cả nhà nhớ đăng ký chia sẻ cho mình nha. À, để mình ra nhiều những cái video hấp dẫn lại những cái trải nghiệm sống hàng ngày như thế này nè. Ở trên biển cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà. Im lại im đi. Cái này đánh lại xúc quá. Nó còn tươi lại ơi. Cá. Con cá này ngon lắm cả nhà ơi. Con này là con cá con cá bi hả? Cá bè cá bi á. Nè cả nhà thấy không? Nó nhỏ cả nhà thấy không? Đó ai anh em đang chạy về anh mình tha nói là có con cá bi nè. Đừng để đem xúc cái nhẹ thứ ơi. Cả nhà ơi. Nó bị sảy câu cả nhà ơi, nó bị sảy câu. Thôi để lại xuống đi lại. Lại xuống đi. Trời. Mình sợ mình xúc á cả nhà, cái nó chạy cả nhà ơi. Nó thấy chứ nó chạy cả nhà. Nó bị sức câu cả nhà ơi. Con này nó bị sức câu nha. Nghĩ là ta thả câu ở đầu chính á. Để xuống cho lại, để xuống cho.
Bây giờ là để mình xúc lên dưới nhà xem nha. Nhưng bây giờ mình sẽ bỏ cái máy qua bên đây cái nhà, chứ nó xảy á. Và là cái nhà mình đã xúc lên cái nhà. Ồ, cá bự cả nhà ơi, vẫn còn sống nha. Đó, cả nhà thấy không? Quá dữ quá dữ. Cái con này là nó sức câu á nhà ơi. Anh mình rồi trên lúc đang chạy về sức câu quá chị. Con này 3 kg không anh? Đây cái nhà, lúc hai anh em mình đang chạy về á, cái anh mình thấy con cá này nó đang sức câu ngoài nè cả nhà. À, còn sống cả nhà ơi. Ồ. Cái này là cái gì anh tên anh? Cá bì giống cá bè quá anh. Cái này không phải là cá bè đâu cả nhà nha, không phải, không phải cá. Dạ, cái này là cái dĩa không? Cái diễn. Dạ. Cái này anh mình nói ở ngoài Quảng Bình ta gọi là cá nha na cha cả nhà. Còn cái này nó không phải là cá bè cha đâu cả nhà nha. Tại giờ đảo mình rất là nhiều loại cá, mình không có thể nào biết hết được cái nhà nên mình phải hỏi anh mình. Đó. À, trên cá bự. Cá bự cái nhà ơi. Sạch cha. Giờ mình sẽ để đây ha. Không. Bây giờ thấy con cá nổ lên cái nhà. Bờ nó xích câu. Đây là bọc mực của anh em mình nha cả nhà. Anh em mình làm một đêm cả nhà. Đó. Có bữa thì sẽ 4-5 kg gì đó ngăn nhà, có khi 10 kg cũng có nữa. Cái này thì chắc cỡ gần 2 kg cả nhà. Để anh mình đem vô bán để kiếm tiền giàu. Còn đây là cá mà hồi đêm qua mình câu nữa cả nhà. Đó. Đây là con cá nhồng ha. Cá dỗi, đây là cá rựa. Một cá rựa nữa cả nhà. Để lấy cá rựa ra cho cả nhà xem ha. Có rựa nè. Con này thì không phải là con cá bi đâu nha nhà. À con này có cá bi không lại, em quên. À con này con cá bi cả nhà. Mình nhầm. Con này cá bi chứ không phải là cá bè lão đâu cả nhà. Cái nhà thấy không, cá bè lão nó khác nha. Anh để nhiều người không hiểu tưởng đây là cá bè lão, này không phải đâu nha. Đây là con cá bi. Ăn rất là ngon cả nhà. Thường thường ăn cái đầu này nè, nấu canh hoặc là kho rất là ngon nha, im lắm cả nhà. À, rồi cảm ơn cả nhà nha, bây giờ anh em xin vô thôi rồi, tạm biệt cả nhà, bye bye.